Xin chào cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị, hôm nay 27 tháng 2 là ngày thầy thuốc Việt Nam. Đây là dịp để các cấp, các ngành và mỗi người dân tôn vinh công lao của những người thầy thuốc, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đến những người công tác trong ngành y đã một lòng tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân. Thay mặt những người làm chương trình xin gửi đến các y bác sĩ, cán bộ ngành y tế những lời chúc tốt đẹp nhất. Còn bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị kỳ thứ 46. Ngành y tế Tuyên Quang không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rèn luyện y đức đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tiếp tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm ổn định thị trường truyền thống và khai thác thị trường mới có hiệu quả. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới kém an toàn hơn. Sáng nay, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị kỳ họp thứ 46. Đồng chí trần Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng trung ương, văn phòng trung ương đảng, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy kỳ thứ 46 đã tập trung xem xét, thảo luận về các nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2024 vốn ngân sách trung ương, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Lâm đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục nghiên cứu bổ sung công trình bố trí vốn hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 đối với dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Quốc hội. Đối với việc bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công trung hạn vốn trung ương giai đoạn 2026-2030 cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi được bố trí nguồn vốn có thể triển khai ngay. Trước mắt cần ưu tiên tập trung đủ nguồn vốn để thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2024. Ưu tiên tập trung nguồn vốn xây dựng đô thị thông minh và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Thiên Quang, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2. Về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, Ban thường vụ tỉnh ủy đồng ý với đề án hai xã là Hồng Lạc và Vân Sơn của huyện Sơn Dương sắp xếp theo hướng nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã để thành lập xã mới lấy tên là Hồng Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp nhập hai xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục trình tự theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn chỉnh dự thảo đề án để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý chú trọng việc quản lý trụ sở tài sản công phải được thực hiện hiệu quả trên tinh thần không để lãng phí sắp xếp các thôn bản phù hợp với quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy kỳ thứ 46 cũng dành thời gian xem xét cho ý kiến và dự thảo chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành hội nông dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2023 2028 dự thảo kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số nội dung quan trọng khác. Cũng trong sáng nay, Hội Hưu trí cơ quan văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt Xuân Giáp Thìn 2024. Dự gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Sáng Vang, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội đồng nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Hội Hưu trí cơ quan văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hiện có 18 hội viên. Các hội viên thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, chính trị của đất nước, địa phương, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào ở cơ sở. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà đã thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023. Những điểm mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức các kỳ họp, trong đó có kỳ họp bất thường, việc giám sát bằng hình ảnh, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lê thị kim dung mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí cơ quan văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm để hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nỗ lực phát huy những thành tiệu đã đạt được hoàn thành xuất sắc trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó Chiều nay, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024 do Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Cùng dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo cán bộ nhân viên ngành y tế Tuyên Quang qua các thời kỳ. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tuyên quang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung biểu dương đánh giá cao và chúc mừng những thành tích ngành y tế tuyên quang đã đạt được trong thời gian qua đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành trong đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày Thầy Thuốc Việt Nam hàng năm là dịp để các cấp, các ngành và mỗi người dân tôn vinh công lao của những người thầy thuốc, quan tâm chia sẻ những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, đội ngũ nhân viên ngành y. Ngành y tế của tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở khám chữa bệnh an toàn, thân thiện đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện các dịch vụ y tế, áp dụng các kỹ thuật mới, lấy chất lượng và sự an toàn, sức khỏe của người bệnh, sự hài lòng của người dân là mục tiêu quan trọng nhất. Tạo đột phá trong phát triển lĩnh vực dịch vụ y tế, đưa Tuyên Quang trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của khu vực và cả nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ thầy thuốc của tỉnh luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu, xứng đáng với danh hiệu cao quý thầy thuốc của nhân dân. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng và trao hoa của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, nhân viên Sở Y tế Tuyên Quang và Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đã trao tặng lãng hoa tươi thắm thể hiện tình cảm, niềm tin của Thủ tướng dành cho cán bộ, y bác sĩ, cơ quan Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chúc đội ngũ cán bộ ngành y tế toàn tỉnh có nhiều sức khỏe, niềm vui, yêu nghề, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn nữa vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là sự sẻ chia, động viên kịp thời để mỗi cán bộ y bác sĩ nhân viên ngành y tế quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu. Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo huyện Sơn Dương đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện, mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên học tập, trau dồi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lương y như tử mẫu, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển chung của huyện. Thưa quý vị, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là dịp để nhìn lại những thành tựu và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành y tế Việt Nam đã đạt nhiều thành công vượt trội trong nhiều lĩnh vực để lại dấu ấn trên địa bàn để lại dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới. Nếu như hơn 30 năm trước, ghép tạng còn là ước mơ đối với người bệnh bị suy tạng và giới y học Việt Nam, thì đến nay ngành ghép mô tạng của Việt Nam đã bắt kịp thế giới. Những thành công của những ca ghép tim, ghép phổi gần đây thậm chí được thế giới ghi nhận, dù bắt đầu chậm hơn gần nửa thế kỷ. Không chỉ phát triển trong lĩnh vực ghép tạng, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV có phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Với gần 100.000 người được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV vào cuối năm 2023, Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về số người được điều trị, giúp kiểm soát được 98% người sử dụng tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV. Năm qua, Việt Nam đã có nhiều thành tích đáng được ghi nhận như lần đầu nuôi sống thành công cặp sơ sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam, nuôi sống hàng nghìn trẻ em sơ sinh non và điều trị nhiều các bệnh khó phức tạp thành tựu trong ngành y tế đã đem lại niềm vui cho nhiều gia đình, sự tiên cậy của nhân dân. Đằng sau những thành tựu đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y tế. Các thể thuốc bác sĩ đã ngày đêm miệt mài cống hiến, không ngại gian khổ, hy sinh cả sức khỏe và hạnh phúc cá nhân để cứu chữa bệnh nhân, mang lại sự sống cho nhiều người cùng với cả nước, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở đã không ngừng nâng cao chất lượng, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại và công tác chuyên môn, từ đó giúp bệnh nhân giảm chi phí điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng hai, đơn vị này đã và đang tích cực đổi mới để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Đơn vị đã kết hợp các tiến bộ của y học hiện đại trang thiết bị máy móc tối tân với các biện pháp dùng thuốc cổ truyền trị liệu không dùng thuốc như châm cứu xoa bóp bấm huyệt giúp bác sĩ chẩn đoán điều trị kịp thời cho bệnh nhân cung cấp và tối ưu hóa dịch vụ giúp nâng cao sức khỏe đem lại hiệu quả điều trị cho người bệnh bệnh viện rất là chú trọng đến công tác nâng cao hiệu quả điều trị bằng kết hợp y học cổ truyền y học hiện đại cũng như là từ đầu tư trang thiết bị đến đào tạo nhân lực. Hiện tại thì bệnh viện đã đầu tư rất nhiều cái trang thiết bị hiện đại để phục vụ như là hệ thống xét nghiệm đáp ứng được yêu cầu về chẩn đoán, tiên lượng và hệ thống điều trị như hệ thống oxy quá cũng như là các trang thiết bị về vật lý trị liệu, hồi chức năng. Năm 2023 tiếp tục là năm ngành y tế tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên 2 triệu lượt người được khám điều trị, công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh đạt gần 120%. Nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai áp dụng. Mạng lưới bệnh viện vệ tinh, liên thông, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán được thực hiện hiệu quả. ngành y tế chúng tôi đã tập trung chỉ đạo triển khai những kỹ thuật mới và làm chủ được những cái kỹ thuật khó để cứu sống người bệnh. À, ví dụ như một số những kỹ thuật như là à, phương pháp à, đặt stent trong bệnh nhân bị người mắc vô tim. Ngoài ra một số những kỹ thuật mới, rất khó như là một số những cái phẫu thuật về thần kinh, à, cho từ cuộc sống, thay khớp gối, cái kỹ thuật này là một kỹ thuật à, rất là khó, nhưng mà bệnh viện Hoa Tinh à, đã làm chủ được cái kỹ thuật này cùng với hoạt động khám chữa bệnh, năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở được nâng lên, các chương trình y tế quốc gia và của tỉnh được triển khai hiệu quả. Hoạt động tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, y tế học đường được thực hiện thường xuyên. Và với những bước tiến về y khoa cùng sự tin tưởng của người bệnh là động lực để ngành y tế tuyên quang tiếp tục phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ tay nghề chuyên môn cao, tận tâm với người bệnh. Trong năm 2024, thì ngành y tế chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực trong toàn ngành. Đặc biệt là chúng tôi đã có những cái ký hợp tác với các bệnh viện từ trung ương và chúng tôi sẽ tiếp tục cử cán bộ viên chức đi đào tạo. Ngoài ra thì còn tất cả những cái nội dung về lĩnh vực ngành y tế chúng tôi và cái chỉ tiêu kế hoạch thu hút nhân chúng tôi sẽ phấn đấu và đạt một mức phải đề Khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực không ngừng, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối với đội ngũ y bác sĩ, hạnh phúc lớn nhất đó là được chứng kiến niềm vui, sự bình phục chiến thắng bệnh tật của bệnh nhân. Đây cũng là động lực để mỗi thầy thuốc luôn cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều dưỡng là một nghề đòi hỏi phải có lòng nhân ái, trách nhiệm và tận tụy. Những người điều dưỡng không chỉ là những người trợ thủ đắc lực của các bác sĩ trong việc giúp bệnh nhân nhanh phục hồi, mà còn là những người bạn luôn kề cận, động viên, chia sẻ với bệnh nhân và gia đình trong suốt quá trình điều trị. Gần 30 năm gắn bó công việc này, điều dưỡng Đinh Thị Thu Hương có rất nhiều kỷ niệm trong nghề. Đó là những đêm không ngủ, là niềm vui khi bệnh nhân chiến thắng bệnh tật, được xuất viện trở về với gia đình tôi vẫn dặn các em điều dưỡng là mình bản thân mình và bản thân tôi cũng thế luôn ý thức là bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở bệnh nhân ở chăm sóc tận tình bệnh nhân về thì dặn dò chú đáo à, để bệnh nhân à, tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân à, hài lòng mặc dù công việc nó rất là vất vả đấy nhưng mà chúng tôi cũng rất là nhiều cái tự hào bệnh nhân về à, thì bệnh nhân chỉ cần một câu chào các bác cảm ơn các bác là chúng tôi đã được ra viện thì đấy là một cái món quà to lớn nhất đối với chúng tôi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh. Xác định người bệnh là trung tâm, hoạt động điều trị và chăm sóc được đơn vị cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua. Các khoa, phòng đều thực hiện theo phương châm bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chú đáo. Năm 2023, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện là trên 61.000 lượt công suất sử dụng giường bệnh đạt 124,4% kế hoạch, số ngày điều trị trung bình rút ngắn còn 5,8 ngày. Ngoài ra, bệnh viện đã cử cán bộ đi học một số dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Các hình thức về đào tạo thì thì chúng tôi áp dụng các hình thức thứ nhất là đi đào tạo tại tuyến trung ương. Đấy, sau đó sau khi đào tạo và cập nhật các cái kiến thức của tuyến trung ương thì cũng mời các thầy của tuyến trung ương về sẽ hình thức là cầm tay chỉ việc. Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các y bác sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn vất vả, với những thời khắc đứng trước sinh tử của người bệnh, trước sự lựa chọn phải cống hiến, hy sinh. Với họ, việc được chăm sóc, chữa bệnh, giúp bệnh nhân khỏe mạnh là niềm vui, là nguồn động lực lớn lao để tiếp tục nỗ lực và công hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đổi mới công nghệ, cơ cấu sản phẩm nhằm ổn định thị trường truyền thống và khai thác thị trường mới có hiệu quả, góp phần cùng tỉnh đạt được kế hoạch về xuất khẩu trong năm 2024 đã đề ra. Thay vì chạy theo số lượng, doanh nghiệp này đã lựa chọn sản xuất những đơn hàng phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình nhằm tạo ra giá trị gia tăng ở mức tốt nhất. Để nâng cao được cả năng suất và chất lượng sản phẩm xuất khẩu, công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp một số máy móc, dây chuyền thiết bị hiện đại. Về quy hoạch nguồn nguyên liệu để nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu chè phục vụ xuất khẩu cũng đang được chú trọng thực hiện. Điều này đã giúp công ty khẳng định được thương hiệu trên thị trường thế giới và có tính cạnh tranh hơn trước những thách thức hội nhập. Nhà máy của chúng tôi đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất Gen thì là thực hiện về chương trình chè sạch, chè hữu cơ từ Vùng, các vùng nguyên liệu nhập về nhà máy. Thứ hai là kiểm soát cái quy trình công nghệ theo tiêu chuẩn ISO để đưa ra thị trường một sản phẩm chè chè đen tốt nhất. Với việc kiên định giữ vững mục tiêu lấy chất lượng sản phẩm và nhu cầu khách hàng làm tiêu chí hàng đầu, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh như hiện nay của nhiều doanh nghiệp sẽ góp phần tạo dựng lòng tin và chinh phục được các thị trường nước ngoài. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là chè chế biến, bột barit, giấy, gỗ, dệt may, da dày, giấy. Với các thị trường chủ yếu tập trung vào các nước và khu vực như Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, các nước Đông Âu và Đông Nam Á. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển, tỉnh đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp hợp lý để thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu. Về ngành nông nghiệp tại tỉnh Quang thì công ty cũng được nhiều sự chú trọng nhất là về vùng nguyên liệu để mà, 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 mà phát triển được và mở rộng được các thị trường thì công ty cũng tạo những cái máy móc rồi là về kỹ thuật nâng cao hơn với chất lượng để, để cho chất lượng sản phẩm được đảm bảo ra thị trường nước ngoài. Sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm của các doanh nghiệp tập trung khai thác có hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tăng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ là những giải pháp tích cực cùng tỉnh phấn đấu đạt được kế hoạch về xuất khẩu trong năm nay là 170 triệu đô la Mỹ. Huyện Yên Sơn xác định phát triển rừng bền vững trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo sinh kế và góp phần giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những ngày này, chị Hoàng Thị Hảo, thôn Quân Lũy, xã Công Đa, đang chuẩn bị bán hơn 1 hecta keo của gia đình. Năm 2022, chị được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế rừng. Từ nguồn vốn này, gia đình đã mở rộng diện tích, trồng mới, thâm canh 7 hecta rừng keo. Về mỗi 1 hecta sẽ thu được khoảng 100 triệu đồng, nhờ đó kinh tế, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn trước. Sau 3 năm thì tôi đã thấy cây là tốt, rất là đều và tôi cũng chăm sóc mua phân rồi là chăm sóc cây hàng năm mỗi một năm là hai lần thì tôi cũng cảm thấy rất là uh, mừng thì cuộc sống của gia đình tôi uh, khá hơn trước xã Công Đa có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế rừng hiện xã có hơn 4.860 ha rừng sản xuất năm nay xã dự kiến trồng mới 148 ha rừng trong đó 145 ha rừng sản xuất còn lại là trồng cây phân tán tạo điều kiện để các hộ trồng rừng tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ, từ đó yên tâm gắn bò với lâm nghiệp. Hiện tại là hội quý binh xã Công Đa đã nhận ủy thác với quản lý là 4 tổ trên địa bàn với tổng dư nợ hiện tại đến thời điểm này là 9 tỷ 6, 100% là các tổ viên đã vay và sử dụng đúng mục đích. Trong năm 2023, Yên Sơn đã trồng mới 3.288 hecta rừng, hiện nay toàn huyện có trên 66.000 ha rừng sản xuất. Địa phương luôn quan tâm chỉ đạo trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và nâng cao chất lượng rừng trồng. Phải tuyên truyền và tập huấn hướng dẫn cho người dân là biết thâm canh cái về rừng để làm sao cho người dân nâng cao cái chất lượng cũng như là khối lượng. Đồng thời nữa là vẫn tiếp tục mở rộng cái cấp chứng chỉ rừng FSC. Năm 2024, Huyện Yên Sơn dự kiến trồng mới 3.192 ha rừng, tạo mối liên kết giữa người trồng rừng về doanh nhập, hình thành vùng nguyên liệu, phục vụ chế biến gỗ, làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Những năm qua, việc sản xuất các cây trồng ngắn ngày đã được các địa phương quan tâm, chú trọng, qua đó tận dụng được quỹ đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, luân canh tăng vụ, mang hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Riêng đối với cây rau các loại, bình quân mỗi năm toàn tỉnh đã thực hiện gần 4.000 ha. Đặc biệt là sản xuất cây cà chua, dưa chuột, cây ớt theo chuỗi liên kết. Bởi những cây trồng có chi phí đầu tư thấp, nhanh cho thu hoạch và phù hợp với đồng đất của nhiều địa phương, thị trường tiêu thụ tương đối ổn định. Tôi có trồng 5 loại loại rau, là trong đó là có cà chua, này, đỗ cu ve, và súp lơ, su sú hào, bắp cải. Qua cái chương trình trồng rau Việt Gáp ấy, thì sản uh, phẩm cũng uh, rất là uh, chất lượng và bán ra thị trường là uh, cũng rất là tiêu thụ rất là nhanh so với những cái uh, năm trước cái hiệu quả kinh tế là cũng uh, rất là cao đối với uh, cái chuỗi liên kết sản xuất uh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập cho bà con thì đơn vị hợp tác xã dâu tằm tơ phương đình cũng đã triển khai trên địa bàn của tỉnh đã triển khai được là 120 trăm hai ha để mà nói về năng suất Ớt so với các cây trồng khác ạ thì ớt là một cái loại cây trồng mà cũng dễ chăm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì mỗi một sào bà con có thể mang lại hiệu quả ít nhất là từ 20 triệu cho đến 25 triệu đồng ạ. Trong quá trình sản xuất, các hợp tác xã luôn tích cực phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn bám sát đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, thâm canh đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất. Các giải pháp về giống mới, nâng cao năng suất, chất lượng, đầu ra cho sản phẩm cũng được thực hiện hiệu quả giúp bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, lựa chọn được cây trồng phù hợp với thị trường, nâng cao giá trị gia tăng. Thì trong năm qua thì trung tâm khuyến nông đã chú trọng mời gọi các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có uy tín đến để liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Thì kết quả là đã mời gọi được 10 công ty doanh nghiệp và đến nay đã bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân được trên 20.000 tấn sản phẩm trong đó là có chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây dưa chuột được sắp xỉ 1.000 ha thì doanh thu cũng ước đạt là khoảng 100 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới này cái chuỗi dưa của mình vẫn đang duy trì và tiếp tục là mở rộng về cái chuỗi trồng ớt, ớt kim và ớt sừng mình đưa vào trong các công ty và có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Hiệu quả kinh tế mang lại từ các cây trồng ngắn ngày đã giúp bà con nông dân tiếp cận với những giống mới, năng suất cao góp phần thực hiện tốt vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh. Thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Được cán bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hướng dẫn sử dụng tài khoản Agribank e-mobile banking chị Ngô Thị Minh, xã Thượng Lâm thấy rất thuận tiện, nhanh chóng, giảm thời gian và chi phí. Với ứng dụng này, chị có thể chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng, sử dụng các dịch vụ thẻ thanh toán tiền điện nước, cước viễn thông, mua sắm trực tuyến. Được các đồng chí cán bộ ngân hàng tư vấn cho chúng tôi để thực hiện về uh, trích uh, tiền điện qua tài khoản. Tôi cảm thấy đây là một trong những cái rất là tiện lợi đối với bản thân tôi và mọi người đến nay Agribank chi nhánh huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt chuyển đổi số ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động ngân hàng hỗ trợ khách hàng sử dụng các ứng dụng của Agribank trên điện thoại thông minh hiện 100% doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn có tài khoản bảng mã QR qua đó đã thúc đẩy phát triển giao dịch thương mại điện tử kinh tế số à, Agribank trên huyện Lâm Bình cũng đã tổ chức một cái tan hàng chuyển đổi số tại lễ hội để nhằm thực hiện tư vấn các cái sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, và các cái dịch vụ công thanh toán dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền khuyến cáo bà con nhân dân về các cái hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm giúp bà con là nâng cao tinh thần cảnh giác. Là lực lượng tiên phong trong công tác chuyển đổi số, huyện đoàn Lâm Bình đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tại 100% cơ sở đoàn tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức về chuyển đổi số giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Bản thân em và các bạn đoàn viên thanh niên của huyện Lâm Bình hướng dẫn bà con cài app Việt Nam ID, hỗ trợ tổ dân phố giúp mọi người cài app dường như là gần như là ổn định và đầy đủ hết. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị huyện Lâm Bình đã thực hiện trao đổi tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Trên 80% số thôn, tổ dân phố đã có hạ tầng internet băng rộng, cáp quang. Hơn 80% số dân có thuê bao di động và trên 60% dân số sử dụng mạng xã hội. Đây là cơ sở để huyện vùng Cao Lâm Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Sau lần đầu tiên được tổ chức thành công năm 2023, lễ hội Hương sắc Na Hang đã nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ hội năm 2024 đang được các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện khẩn trương hoàn tất. Để chuẩn bị đón khách du lịch về du xuân, dự lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2024, các homestay, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn huyện đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện tốt nhất đáp ứng nhu cầu của du khách. Tất cả cái nhà này là có đầy đủ tiện nghi, ăn nghỉ đàng hoàng cho các uh, khách đến và sức chứa của, của của cái nhà này là 100 người, 100 khách. Và tới đây là cái lễ hội là, sắp tới này, thì đăng ký rất nhiều. Nhằm để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và góp phần vào thành công của lễ hội Hương Sắc Na hang năm 2024. Nhiều ngày nay, các diễn viên, nghệ sĩ và các học sinh đã tích cực tham gia tập luyện. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, thể hiện được nét văn hóa đặc sắc của đất và người nơi đây sẽ được biểu diễn tại chương trình khai mạc lễ hội diễn ra vào ngày 2 tháng 3 tại sân khấu quảng trường huyện Na Hàng. Chuẩn bị cho chương trình Hương sắc Na Hàng 2024 năm nay thì bên ekip thực hiện chương trình đã uh, có những cái sự chuẩn bị rất là chua đáo và cẩn thận. Uh, riêng năm nay thì uh, có sự tham gia của các bạn học sinh của thị trấn Na Hang, Các bạn đã có 3 buổi, 3 ngày tập uh, vô cùng là hăng hái cũng như là rất là nghiêm túc để chuẩn bị cho cái chương trình này một cách uh, xuất sắc nhất. Thì, huyện đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện từ nội dung chương trình sân khấu cho đến công tác hội cần công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là công tác tuyên truyền để mọi người dân du khách biết tham gia lễ hội hương sắc Na Hang năm 2024. Huyện cũng đã chỉ đạo các phòng cơ quan chuyên môn, đặc biệt là chỉ đạo các nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, hôm tây, cơ sở lưu trú đảm bảo cái cơ sở vật chất phục vụ cho du khách cũng như là đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 tại thị trấn Na Hang, các xã Hồng Thái, Năng Khả, Thanh Tương và một số đảo nhỏ trên hồ sinh thái Na Hang Lâm Bình với nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn. Sự chuẩn bị chu đáo có điều kiện sẽ góp phần vào thành công của lễ hội, qua đó quảng bá hình ảnh của huyện Na Hang nói riêng, đất và người Tuyên Quang nói chung đến với đông đảo du khách. Tin thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, thế giới đang trở nên kém an toàn hơn mỗi ngày, đồng thời kêu gọi sự tôn trọng hơn nữa đối với các quyền con người và hòa bình. Phát biểu khai mạc khóa họp lần thứ 55 Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva Thụy Sĩ, Ông Guterres nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, xung đột gia tăng đang gây ra những nỗi đau chưa từng thấy. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, cho rằng đây là xương sống của các nỗ lực viện trợ tại giải Gaza, trong bối cảnh giới chức hàng đầu Israel kêu gọi đóng cửa tổ chức này. Khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ kéo dài 6 tuần. Hội nghị Bộ trưởng của tổ chức... Hội nghị bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới của WTO đang diễn ra tại Abu Dhabi. Nội dung của hội nghị chủ yếu tập trung và giải quyết một số vấn đề chính như cải cách để thị trường nông nghiệp công bằng và thân thiện hơn với môi trường, nỗ lực nhằm khôi phục hệ thống giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới dự đoán thế giới có thể không đạt được tốc độ tăng trưởng thương mại hàng hóa 3,3% trong năm nay, xét đến các rủi ro đang phải đối mặt. Vấn đề được cho là sẽ tạo áp lực lớn đối với hội nghị là những tranh cãi xung quanh việc có tiếp tục kéo dài thỏa thuận hóa nắp đặt, đặt thuế thương mại điện tử quốc tế sắp hết hiệu lực vào tháng 3 tới hay không. Việc gia hạn cần được 164 thành viên WTO phê chuẩn mới có hiệu lực. Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 2. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.